vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo. TV này là con này là cái này trước mặt các bác đây, nó là cái thép này, là cái thép pháo cao xạ, lò xo của pháo cao xạ. Đây là mong muốn là gửi cho các bác xem hoàn thiện một con. Đấy. Cái này là cái thép lò xo pháo, nhưng mà không biết là của Nga hay của Mỹ. Thì quay lại sẽ gửi cho các bác xem đây. Cái này là nặng 1 cân thì có thể rẽ rèn được một con 27 và một con 20. Mình gửi cho các bác xem. Đấy. Thì rũi ra nó cũng dài đấy nhỉ. Một con 27 mẫu mông hoa. Gọi là mẫu mông hoa. Mẫu nào? Mẫu của chú. Mẫu của chú gọi là mẫu mông hoa. Đúng cái mẫu của mình là quen tay rồi. Cái thép pháo này cũng cái này cũng cứng rồi chứ. Cứng. Không mềm như là bom lò xo. Là trời nó khá là tối rồi này. Hôm nay muốn xem chú tôi con lò xo pháo cao xạ. Con này thoạt nhìn qua thì nhìn nó giống y hệt cái vòng bom của con lò xo Pháp. Nhưng mà thép thì rất là cứng. Cái này ngon đấy. À, các bác các bác cùng xem chúng tôi này.
thép cứng này thì tôi nước ấm ấm tí thì sẽ đảm bảo hơn. Ô, cái này nó không bóc trắng được không nhỉ? Nó không bóc. Quá trình ram lại thì chưa, ram lấy dẻo. Con này thì sẽ hoàn thiện cán vỏ, khá là mất nhiều thời gian và video khá là dài. Chỗ này nhau nhìn một chắc có chuẩn không đây? Được. Đây, giờ mấy giờ đây? 4 giờ, trời đã tối om rồi. Quá tiền đuổi để nó chơi rồi. Đây là một cái bộ cán vỏ gỗ chắc đỏ đen các bác nhé. Cái gỗ này rất là đắt. Bộ này ngoài thị trường nó khoảng 600-700 nghìn một bộ vỏ. Chưa có công bán à? Đây, đồ gỗ không luôn đấy, 600-700 nghìn. Rồi, xin chào các bác. Vừa rồi các bác cũng đã xem qua cái quá trình mà chúng tôi rèn cái con dao này từ thép xo của pháo cao xạ. Thì đây là cái sản phẩm hoàn thiện cuối cùng. Đây là theo ý kiến của chủ, họ thích làm cái mẫu kiểu này thì chúng tôi làm theo mẫu kiểu này. Cũng gửi qua cho bác xem. Đây, đây là dáng dao truyền thống của người Mông Hoa, chú nhà rèn theo cái mẫu này. Đây, dài 27-28. Cán gỗ chắc, khâu đồng, chắn đồng, 2 ly dạng này. Thì các bác xem cán vỏ gỗ chắc thì cái gỗ này nó cũng khá là đắt tiền, làm cũng khá là mất nhiều công. Cũng là 7 ly bằng 1 mũi. Các bác xem mẫu này rất ít người chơi, rất ít người sưu tầm.
đấy, mà cũng khá là đẹp, ít người chơi, hơi tiếc. Bây giờ thì test một cái con dao xem nó thế nào. Thì đây là tôi mài từ trưa xong để nó đã ánh vàng rồi. Cái loại thép này mà dính nước thì dỉ khá là ác. Để cho bác xem. Cái thép này thép cứng thì thực ra chúng tôi dùng cũng không thích lắm đâu. Sắc lắm đấy. Bây giờ thì là sẽ test qua xong là gửi trả cho người ta thôi. Đây, vẫn là chặt cái cây cứng cứng này. Đây. Nhìn cái thớ thì nó chả khác gì cái mắt che già cả. Đấy. Chặt cái tiết diện. Đây các bác nhìn rõ hơn. Đấy. Cái thớ của cái chúng tôi vẫn thép dao đấy, rất là cực. Cái gỗ này có làm được vỏ dao không chú? Không làm được. Cứng quá à? Cứng quá. Chú quả đấy các bác xem nhé. Thực ra thì tôi rất ít khi test chặt bằng xương, gần như không có, thì những cái này thường thường là chặt bằng xương bắt đầu chặt hết. Hôm qua là test cái này để test xem cái độ giữ cạnh của nó có sắc được lâu hay không. Con dao nó hơn nhau là cái giữ cạnh các bác ạ. Chú chặt như thế mà vẫn sắc đấy. Này. Chặt như thế mà vẫn ngon. Cái thép này chúng tôi không có bán cho các bác nhá, chỉ làm thuê thôi, gửi đến cho các bác. Rất mong các bác là xem trong video này không liên hệ để mua thép, mua dao và thép này. Đấy, thép này là thép lò xo của pháo cao xạ, thì mong muốn là gửi đến cho các bác xem cái chất lượng thép nó như thế nào, là dao lên nó như thế nào. Đấy, để các bác có sưu tầm được thép thì các bác lên mua, theo tôi là lên mua cái thép này để rèn dao khá là ngon. Bây giờ tôi sẽ chặt 5 cái con dao xuống, chặt 5 này, chặt 5 này cho nó cái lưỡi dao của nó sẽ bị kiểu dạng chùn xuống.
test theo cái phương thẳng đứng. Chặt được mấy cái. Ui, cái gỗ này chặt vào nó còn lấy dao lên cơ mà. Đây đã. Đây. Chặt chéo thì còn ăn nhá. Nhưng mà chặt thẳng, nó còn cái gỗ này nó dai kinh khủng luôn. Đúng quá. Chú ơi, vẫn cắt được này. Thép này được ấy nhỉ. Anh ơi, vẫn cắt bình thường nhé. Đấy. Đấy, các bác xem. Thép này khá là ngon nhé các bác nhé. Các bác nếu mà sưu tập được cái thép này thì lên gửi để rèn sao. Gửi lò nào cũng được, không nhất thiết là phải chúng tôi. Đấy, các bác nên nếu mà gặp được thì nên mua để rèn dao để dùng. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau. Con này chúng tôi bây giờ gói và trả hàng. Cái mũi của nó thì sẽ sắc rồi. Bác lưu ý một điều là chúng tôi không có thép này bán nhé. Các bác cứ liên hệ để mua thép này là không có. Gắn vào gỗ chắc. Đấy. Và xin. Và xin chào các bác, chúc các bác mạnh khỏe. Quay cái video nó khá là sơ sài, rất mong các bác thông cảm. Đây, cái này là toàn bộ khách họ về thép về gỗ, nên chúng tôi chỉ việc làm đồng, mỗi vào góp đồng vào thôi và công hoàn thiện con dao. Đấy. Đó, xin chào các bác.